Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 23 tháng 4, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, mới đây thì tại một sự kiện diễn ra ở Ấn Độ thì Realme đã chính thức trình làng chiếc Realme 3 Pro với con chip Snapdragon 710 và màn hình chiếm trọn mặt trước. Ngoài ra thì phía sau máy chúng ta sẽ có một cặp camera kép với một loạt tính năng chụp ảnh ấn tượng. Realme 3 Pro có thiết kế hai mặt kính và khung kim loại cùng với màn hình IPS LCD 6,3 inch và độ phân giải là Full HD+. Chúng ta sẽ có một màn hình thiết kế giọt nước và tỷ lệ là 19:5:9, giúp cho Realme 3 Pro có tỷ lệ màn hình so với thân máy lên tới 90.8%. Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5. Đi kèm với con chip Snapdragon 710 thì chúng ta sẽ có 4 hoặc 6GB RAM hoặc là 64 và 128GB ROM. Con chip Snapdragon 710 có 8 lõi xử lý với tốc độ là 2.2GHz và điều hòa là Adreno 616. Phía sau Realme 3 Pro là cặp camera với cảm biến chính Sony IMX 519 16MP và cảm biến chiều sâu 5MP. Các chế độ chụp ảnh đi kèm với máy bao gồm khả năng chụp ảnh Ultra HD 64MP, chế độ chụp ảnh ban đêm, chế độ quay slow motion 480fps. Phía trước của chúng ta sẽ là camera selfie 25MP với cường độ f/2.0 hỗ trợ bởi AI. Và Realme 3 Pro sẽ lên kênh tại Ấn Độ từ ngày 29 tháng 4 với các màu xám, xanh và tím. Mức giá của máy sẽ là $200, tức là 4,6 triệu đồng cho phiên bản 4GB RAM và 64GB ROM. $244, tức là 5,6 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM và 128GB ROM. Các bạn thân mến, một trong những sản phẩm smartphone chuẩn bị ra mắt trong tuần tới đây sẽ là Redmi E3. Chiếc điện thoại tầm trung này sẽ là thiết bị đầu tiên của Xiaomi hay là của thương hiệu Redmi sẽ có cam trước là 32MP. Trước ngày ra mắt thì Xiaomi Ấn Độ đã đăng tải video thử nghiệm độ bền của Redmi E3. Video dài hơn 1 phút xác nhận tên chính thức của thiết bị này chính là E3. Ngoài ra như chúng ta thấy thì Redmi E3 sẽ có hai camera và cảm biến vân tay ở phía sau. Model này có màu xanh và có thể đổi màu khi nhìn từ các góc khác nhau. Phía trước của máy có màn hình giọt nước, nơi đặt camera 32MP. Trong video thì Redmi E3 được đặt vào một chiếc thùng rác, dán kín miệng và sau đó cho lăn xuống dưới cầu thang. Chiếc điện thoại này vẫn chạy tốt nhưng do video này không quay cận cảnh nên không thể rõ được khung và màn hình của máy có bị xước hay không. Ngoài ra, thử nghiệm độ bền theo kiểu này của Xiaomi không sát với các tình huống trong thực tế nên là không thể phản ánh rõ được chất lượng của thiết bị. Ngoài cam trước 32MP ra thì Redmi E3 còn nổi bật với viên pin là 4000mAh. Các bạn mến, sự ra mắt của OnePlus 6T vào mùa thu năm ngoái đã đánh dấu một thành tựu nhất định cho công ty Trung Quốc mới được thành lập từ năm 2013. Hãng này đã đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc ở một số thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Chiếc điện thoại đầu tiên của thương hiệu mới chỉ được bán thông qua một nhà mạng lớn ở Mỹ ngoài cửa hàng điện tử đã nhanh chóng vượt qua sự phổ biến toàn cầu của phiên bản tiền nhiệm. Điều này đã giúp cho OnePlus nâng thị phần cao cấp trên toàn thế giới cho năm 2018 của công ty, đứng top 5 nhà cung cấp hàng đầu của Mỹ trong phân khúc cao cấp trong quý 4 năm ngoái. Do đó, tham vọng của các sát thủ hàng đầu có trụ sở Trung Quốc dường như đã tăng lên với 3 sản phẩm mới chuẩn bị ra mắt, đó chính là OnePlus 7, OnePlus 7T và OnePlus 7 Pro. Với OnePlus 7 Pro thì đã được đồn đại sẽ khởi đầu trận chiến của OnePlus năm nay. Đó là phiên bản lớn hơn và cạnh cong hơn so với chiếc flagship tiếp theo của công ty với camera trước bật lên và 3 camera sau dọc. Mặt khác thì OnePlus 7 sẽ trông kém sang hơn một chút khi có màn hình phẳng, notch hình giọt nước, bố trí camera sau kép và ngôn ngữ thiết kế tương tự với OnePlus 6T. Không những thế thì hãng này còn được cho là sẽ có OnePlus 7 Pro 5G. Nếu tin đồn này là thật thì OnePlus 7 sẽ là công ty Trung Quốc đầu tiên hợp tác với các nhà mạng của Mỹ trong giai đoạn giới thiệu 5G và không phải đối mặt với sự giám sát như là Huawei hay là ZTE. Cái vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.